Xin mời mẹ cho mày nằm xuống. Bữa nay nhóm nhau cho mày nhiệm vụ nghĩ cái ý tưởng. Sao hỏi mày mẹ mày ngu vậy? Ý tưởng của clip hôm nay là gì? Thôi chưa, tao chắc cho mày. Mày nói làm gì vậy 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 gì đó? À tôi quên, đôi giày bay á. Tụi coi YouTube á là thấy các YouTuber nổi tiếng làm giống như chị Thơ Nguyễn và nhiều YouTuber lắm. Chủ đề về đôi giày bay. Giày bay hả? Lần nào tôi nghe giày bay luôn. Vậy sao bay được? Lấy ra coi coi. Giày bay á. Giày bay là sao mày? Giờ mày đeo vô chân đi. Giày nhỏ quá à, giờ sao đeo? Chết của mày đấy hả? Tào lao! Ok anh em, hôm nay tôi mua 5 đôi giày. Giày em đâu? Giày em đây. Hôm nay tụi tôi mua 5 đôi giày. Bánh gót ăn phát. Tụi tôi sẽ để lên mua giày ở dưới phòng mô tả. Chết rồi anh em ơi, trật rồi anh em ơi. Bây giờ cái giày ra kìa. À gỡ ra giày hả? À gỡ ra giày hả? Quên rồi. Kéo cái này nè. Sợi dây nè, kéo ra. Được rồi. Ủa, còn con cây đi làm gì vậy? Khửa cái bánh xe này nè. À, khửa bánh xe cả hả? Hiểu rồi. Trời ơi, cái thằng ngu học được. Ngu. Bộ mẹ mày không dặn mày ăn vô lấy muỗng kìa. Đó, hồi nãy còn chưa biết tháo như vậy, giờ cột gì được như vậy rồi đó. Quá thông minh. Ok, em bắt đầu quay clip vậy. Vậy quá rồi. Vậy bánh gót ăn phát. Ok, bắt đầu thôi. Bây giờ tụi mình sẽ tập đi đôi giày này trước cái đã. Chân tôi nhỏ vậy, rộng quá có đi. Bây giờ tôi sẽ đổi giày với Hoàng nha anh em. Ok em, đi thôi. Cái gì vậy? Trời gì vậy, quá không trời. Tôi trong công cuộc tập chạy nè anh em. Trời ơi, mày làm cái trò gì á Quang? Thằng lấy tivi đâu rồi? Mày ra coi tụi nó làm cái trò mèo gì nè. Anh gì? Tụi mình phải tập dần dần. Anh ơi, tới anh ơi. Thằng Quang gào quá, tới anh ơi. Mấy đứa hiểu anh em ơi. Tập nãy giờ được rồi. Bây giờ tụi mình sẽ tập lướt qua lướt lại cho anh em xem nha anh em. Run. Trời nắng có xíu à, phải nó về hết rồi. Bỏ tôi lại đây, nó không chịu quay nữa anh em. Nó để lại hai đôi giày đây nè. Tôi sẽ giấu hai đôi giày của nó. Chỉ còn mỗi anh với chị mới bỏ ở đây với tôi thôi. Dạ tôi lời hai đôi giày. Dạ tôi lời hai đôi giày. Mỗi đôi mấy trăm ngàn lận á. Dạ tôi lời. Ngày mai á tụi nó quay lại tụi nó sẽ không thấy giày đâu hết. Về thôi bố anh. Bây giờ tôi đi về. Giấu đôi giày của nó, cầm giày bên. Ủa xe mình đâu rồi? Tôi đi giỏi rồi, bây giờ bắt đầu chinh phục những dòng dốc cao cho anh em xem. Ok đi thôi anh em. Tụi tôi không biết đi hết. Nhưng mà tụi tôi cũng phải chinh phục những dòng dốc cho anh em xem. Quay clip cho anh em xem. Cái dốc này nó không cao cho lắm. Nhưng mà đây sẽ là ngọn dốc cấp độ đầu tiên. Sau đó kiếm dốc cao nữa là cấp độ thứ 3. Sau đó cao nữa là cấp độ thứ 4. Ok anh em, đây cấp độ thứ 2 nè anh em. Cái dốc này đủ rồi đi. Ok anh em, giờ tới chuyện bơi nha anh em. Check it, every day we getting it. Mấy đĩa của anh em coi tôi nè. Giỡn với anh em tôi vui rồi. Giỡn mặt quá. Mà tụi mình lên dốc cầu này. Bây giờ thành lão trưởng. Thôi nè em ơi, đây gạch nhiều lắm em ơi. Cao nữa sợ lắm. Hồi nãy giờ tôi té trên đồng tiền nhỏ rồi không sao hết em ơi. Hên là tôi ngồi á, đứng là thấy mẹ rồi. Đi qua chỗ khác rồi. Kiếm chỗ nào khác trượt dễ hơn. Check it, every day we getting it. Hey. Vậy tới nhà rồi anh em ơi. Vậy vô nhà nghỉ mai quay tiếp. Chết rồi mày ơi. Nãy đi ở ngoài cầu rớt mẹ bánh xe rồi. Ok anh em sẽ hồi tìm kiếm.
Tụi tôi kiếm được nó dưới đường nè anh em. Cái bánh xe của anh tôi góp. Bây giờ tụi tôi sẽ gắn lại cho anh tôi. Chờ đủ mấy cái gì vậy? Ủa bánh xe, có bánh xe mà. Kỳ vậy? Ủa cái này là, ủa cái này bánh xe của cái gì? Cái này là rồi. Để bình thường như tôi đâu có sao đâu. Tự nhiên chích cái bánh xe ra chi. Giờ phải khởi ra. Khởi bánh xe bây giờ thành khởi cứt luôn anh em. Đấy đời. Để phát huy hết tác dụng của đôi giày này, tụi mình phải lặn lội đường xa tới một khu công viên rất là rộng theo chuẩn Singapore. Bây giờ tụi mình sẽ khám phá hết công viên này cho anh em xem. Công viên theo chuẩn Singapore đàng hoàng. Đi thôi anh em. Đi thôi tất cả các bạn ơi. Cá bây giờ quay clip mà tụi bay ăn hả? Tại vì cái công viên này cách nhà mình rất là xa, nên tụi mình đi nhiều tiếng đồng hồ mới tới đây được. Thánh nửa ngày trời. Bây giờ là 12 giờ trưa nên tụi nó ăn hết rồi anh em. Ok anh em, sau nửa tiếng đồng hồ thì tụi nó ăn xong rồi anh em. Đi thôi, khám phá hết công viên này cho anh em xem nè. Toilet quá à. Đi toilet đã anh em. Tụi bay làm tao tụt hứng dễ sợ. Ok anh em, tới nhà vệ sinh rồi, đi thôi. Đi xin nữa. Ok anh em đi toilet xong rồi, bây giờ khám phá công viên này cho anh em xem nha. Check it. Gì vậy? Gì? Em bị sút như vậy rồi. Mấy lần rồi? 5 lần. Mày buộc sao chứ dính luôn coi. Đi thôi anh em. Em gom đồ đi thôi, đừng đi quên gì hết nha. Tao thấy thiếu thiếu gì á mày ơi. Cái gì màu đen đen kìa, thấy chưa? Kêu kiểm tra, mỗi lần đi đâu phải kiểm tra với chừng con có để quên cái gì không? Bởi vậy đó, mất đồ rồi sao? Phải quay lại lấy không? Tốn thời gian không? Để quên đồ, trời le hết. Đen đen rồi mày ơi. Dây điện đó ba. Tụi mình lấy cái hồ sen lên quay phim lại cho anh em xem. Ê cái hồ này có cá không mày? Có chứ. Tào lao. Hồ nào không có cá? Kệ đó. Bây giờ mình sẽ hy sinh cái bánh của mình để cho mấy con cá ăn nha anh em. Rồng chắc ẩn thương động vật quá. Anh thương động vật ghê. Cho nữa đi. Nữa đi. Cho em nữa đi. Ok anh em, tụi mình đã khỏi chỗ ăn cho cá rồi anh em. Bây giờ tụi mình tới chỗ này. Công viên này rất là rộng anh em. Đây buổi tối mà cắm trại đốt lửa lên cái lẫm cúng á. Mốt mà tụi mình sẽ làm một clip về cắm trại đốt lửa, quay quần bên đống lửa, hát hò, đốt lửa trại cứ là đã. Ý á con. Hay á, ý hay á. Mày thối. Mày hay. YouTuber. Ý á con. Hay á, ý hay á. Mày thối. Tụi mình đi ngang qua một cái cây rất là trong xanh anh em. Chụp tao tắm thôi. Tụi ta thứ đi sai cho mình tắm ảnh 1000 like luôn. Làm theo tao nha. Khỏi khỏi đó, khỏi lắm. Mày có body sáu múi không? Kể body ra. Tuy nhiên luôn. Rồi, chắc luôn body nó đẹp ngàn lại chắc luôn. Bây giờ mày cần quay quay mặt lên kia. Quay lại giống như là hòa mình với thiên nhiên á. Úp mặt vô tường hít thở, đúng rồi. Không, hít sâu vô. Đúng rồi, đúng rồi. Ra két đi ra im lặng nè. Bắt đầu nha, chuẩn bị chụp nha. Cái này tụi mình đứng rất lâu rồi. Bây giờ mình phát hiện ra một cái máy kè. Cứ là lý tưởng để chống mát. Đi bộ quay rồi, thằng lầy tivi đâu? Tụi nãy đi theo mình mà. Lầy ơi. Hello. Nghe lộp bộp nãy giờ tưởng mưa, ai nghe ông nội này vậy? Phụ tao xuống. Ở phụ tao xuống đi. Thôi, xuống dù sao gì mày cũng xuống à, nhưng mà xuống khó lắm. Phải ở trên chụp tấm hình chơi. Chụp tấm hình người ta bay, để tao xuống nha, phụ tao xuống nha. Ok, giờ sao? Lỡ rồi trên chụp hình luôn đi ba. Đó. Quay quay đầu lại, quay đầu. À, cool man đó hả? Làm cool á. Đúng rồi. Điếp điếp âm nhạc á. Ê Vi Bo, nãy giờ lâu rồi không biết lầy TV xuống chưa ta? Không thấy nữa nữa. Nãy nó còn trễn á. Thôi kệ đi. Bỏ tự xuống. Tụi mình vô một cái chòi, rất là sự anh em. Nhìn nó đã lắm, nhìn sang rộng lắm. Công viên làm sẵn cái chòi cho tụi mình nghỉ luôn. Bó anh, lại đây coi nè bó anh. Nè, có mấy cái hình à. Wow, tao vẽ đẹp quá ha. Trời ơi, này mà anh vẽ sao được. Trời ơi, đúng là mấy người vẽ này cũng hay lắm á. Cũng giỏi lắm á, mới vẽ được á. Đi bên rồi. Thôi tụi mình ra khỏi cái khu này anh em. Check it. Every day we getting it. Hey. Hey, check it. Put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough of you, boo. I'm a taste of face. Ủa mày vẽ cái gì vô vậy tao vậy? Sao
xíu rồi biết. Hồi nãy trời nắng quá bây giờ mát rồi. Nếu mà quay lại chỗ này quay phim tiếp cho anh em xem nha anh em. Chứ không phải anh sợ cho anh chó nãy rồi anh chạy vô nhà hả? Gì? Mặt anh này mà sợ chó? Ở đâu tại trời nắng quá. Governor, ego, I'm a taker, shaker. Yeah, she was a born shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Thought you was my wife, but you stabbed me in the back. Something like a rope when we came out there. We settled facts like Da Vinci. I'm breaking codes, so break your back. Chú Bảy, chú Bảy, nằm xuống. Chú Bảy. Bye. Christmas, yeah. Put your hands in the air, we'll be alright. That's right. You keep messing up my mind, but I love your style. And I'm loving your lips like a candy bar.